Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người lớn cần thay đổi thái độ và tư thế đối với giới trẻ. Ngày 12 tháng 9, trên diễn đàn của VOA Tiếng Việt có bài Trứng khôn dạy vịt của blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Theo tác giả, trứng ở đây là hai cậu bé cùng lớp 12, cùng là học sinh trường chuyên giỏi giang cả. Tác giả cho biết, trứng thứ nhất là học sinh Bùi Minh Trí, học sinh lớp 12 Lý Tinh, trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long. Ngày 27 tháng 11 năm 2006, Trí đã táo tận hát vào trang web của Bộ Giáo dục, gỡ ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, rồi thay vào đó là ảnh của mình đang cởi trần. Và đây là hình bài trên diễn đàn của VOA. Tác giả dẫn báo chí cho biết, trước đó vào tháng 7 năm 2006, Trí đã phát hiện lỗi bảo mật của trang web này. Em đã để lại một file để cảnh báo. Sau đó, em còn trao đổi qua mạng với người quản trị trang họ cũng đã tìm cách khắc phục, nhưng không xong. Rồi em lại liên hệ với người quản trị mạng VDC, tức công ty đồng quản trị trang web này. Đến tháng 11 năm 2006, Trí thấy trang web đó vẫn còn lỗi bảo mật, nên em mới hành xử sai trái như nói ở trên. Lập tức, hàng loạt cơ quan, cá nhân quan trọng đã vào cuộc, gồm cả Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm, Trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ, tỉnh Vĩnh Long, C15, Bộ Công an. Tác giả đánh giá, liệu có cần đối xử với trí như với tội phạm, như việc kiểm tra nhà, niêm phong máy tính một khi chưa có quyết định khởi tố, khám xét hay không. Trứng thứ hai vẫn theo tác giả là học sinh Chu Ngọc Quang Vinh ở Yên Bái vào tháng 9 vừa qua. Nếu chỉ đọc báo nhà nước thì người ta không thể hiểu nổi cái sự chưa phù hợp, gây xôn xao là cái gì mà ghê gớm vậy cũng có báo mạnh dạng trích đăng bài viết của Vinh nhưng lại cắt xén, làm sai lệch ít nhiều bản chất sự việc. Tác giả cho hay phải lên mạng xã hội phải tìm đọc nghe báo đại quốc tế thì mới rõ sự việc. Trên mạng xã hội có không ít những ý kiến mạt sát Vinh không thương tiếc thậm chí còn có những gợi ý kỳ lạ là phải cấm xuất cảnh phải trục xuất cấm thi tốt nghiệp phổ thông vân vân. Tác giả nhận xét diễn biến này như những màn đấu tố đánh hội đồng ném đá dấu tay chẳng xứng đáng là người lớn chút nào và đây là hình chu ngọc quang vinh cùng mẹ và cô giáo bị công an yên bái mời làm việc những nội dung đó đã nhận được ào ạt những bài phê phán ngược lại nhất là của những cây viết nổi tiếng sắc sảo phân tích công phu có chừng mực đến nỗi có bài kiểu rủa xả đó bị chủ nhân của nó lặng lẽ gỡ bỏ tác giả đặt hai câu hỏi một vụ việc có đáng phải bị hình sự hóa như vậy hay không hai, công an đã điều tra và trả lời cho công luận rằng ai là người đã phát tán nội dung bài viết của em Vinh lên mạng hay chưa? Người đó có mục đích gì? Có phải như thể đồng phạm với Vinh hay là có công tố cáo? Và vẫn theo tác giả, cũng như trường hợp của Trí năm 2006, Vinh viết bài rồi đăng lên mạng, có lẽ không phải khi đang ở trường. Như vậy, làm sao nhà trường, ngành giáo dục lại phải chịu trách nhiệm và có quyền hạn để can dự vào vụ việc này đó chắc chắn không phải là lối giáo dục văn minh đúng đắn. Tác giả cho rằng, tỉnh trí đọc kỹ cả bài viết của Vinh sẽ thấy trong đó một tâm trạng khắc khoải, dằn xé của một người trẻ nhiệt huyết trước thực trạng đất nước đang tìm cho mình một tương lai chắc chắn, chứ không phải chỉ là căm ghét, phỉ bán một chiều. Tác giả nhận định có nhiều nét tương đồng giữa hai vụ việc trên, nhưng thêm mùi chính trị khác nồng ở vụ thứ hai, và một điểm chung chính là thái độ và tư thế của người lớn trước giới trẻ từ lâu rồi ít ra là từ khi có internet người lớn lẽ ra phải học hỏi được nhiều điều từ con cháu về tư tưởng dân chủ ý thức tôn trọng nhân phẩm con người và hơn thế nữa là vô vàng kiến thức phong phú của thế giới văn minh bên ngoài Việt Nam nhưng vì sự độc đoán dưới chế độ độc đảng nên người lớn không thu nạp được quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin người lớn cần thay đổi thái độ và tư thế đối với giới trẻ Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc liên tiếp ra dấu hiệu nhắc nhở Việt Nam trong quan hệ với Mỹ. Ngày 12 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho hay các tàu Trung Quốc cập cảng Cam Ranh trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm Mỹ. VOA dẫn truyền thông của quân đội Trung Quốc và Việt Nam cho biết, một tàu bơm huấn luyện của Hải quân Trung Quốc đã đến Vịnh Cam Ranh ngày 10 tháng 9 trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu này đến Việt Nam kể từ khi được đưa vào biên chế. Và đây là hình bài trên VOA. Theo đó, một bản tin trên báo quân đội Trung Quốc của lực lượng giải phóng quân nhân dân Trung Hoa đăng tải ngày 11 tháng 9 cho biết tàu Phá Lan đã tới Việt Nam trong chiến huấn luyện và thăm viếng trên biển dành cho học viên sĩ quan của Trung Quốc. VOA dẫn báo quân đội nhân dân của Việt Nam cho biết tàu bờm Phá Lan cùng 95 sĩ quan, thủy thủ, học viên do đại tá Lưu Khuê Vũ, phó chi đội trưởng chi đội tàu huấn luyện hải quân Trung Quốc làm trưởng đoàn đã cập cảng Cam Ranh để thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa cho đến ngày 13 tháng 9. VOA cho biết, báo Trung Quốc nói rằng, hơn 120 người gồm lãnh đạo và nhân viên của văn phòng tùy viên, quân sự đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và tổng lãnh sự quán tại Sài Gòn cùng đại diện Hoa kiều, lãnh đạo quân đội Việt Nam và đại diện hải quân Việt Nam đã ra chào đón tàu tại bến cảng. Báo Việt Nam thì cho biết, chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc. Bên cạnh đó, VOA cũng dẫn báo Hải quân Việt Nam của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết, biên đội tàu 987 gồm một gồm một tàu khu trục và hai tàu đổ bộ của Hải quân Trung Quốc đã cập cảng Việt Nam trong một chuyến thăm xã giao ở Khánh Hòa từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9. Tương tự như chuyến thăm của tàu bường huấn luyện, biên đội tàu 987 cũng cập cảng Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và thúc đẩy lòng tin giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Và đây là hình biên đội tàu 987 của Trung Quốc cập cảng quốc tế Cam Ranh ở Khánh Hòa ngày 6 tháng 9. VOA cũng dẫn tờ Hoàng Cầu Thời báo của Trung Quốc ngày 7 tháng 9 cho biết, một hạm đội hải quân của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã dừng chân tại cảng Cam Ranh ngày 6 tháng 9 để tiếp tế sau khi hoàn thành một cuộc tập trận chung hòa bình thống nhất năm 2024. Hạm đội có hai tàu đổ bộ và một tàu khu trục có tên lửa dẫn đường. Vẫn theo Hoàng Cầu Thời báo, trong thời gian thăm xã giao tại Cam Ranh, các sĩ quan và thủy thủ đoàn của hạm đội tàu Trung Quốc đã tham gia các cuộc trao đổi chuyên môn và diễn tập chung bên cạnh giao lưu văn hóa và tham tàu hộ vệ tên lửa 016 quan trung của Việt Nam. VOA nhận định các tàu Trung Quốc đến thăm Việt Nam liên tiếp trong thời gian ông Phan Quang Giang có chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ trong tư cách Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Ông Giang đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại ngũ giác đài ở Washington ngày 9 tháng 9 trong nỗ lực tăng cường quan hệ song phương Việt-Mỹ. VOA nhắc lại, trước khi đến Mỹ, ông Giang đã thăm Manila, gặp Tổng thống Marcos và người đồng cấp phía Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Teodoro. Trong cuộc gặp đó, hai bên khẳng định tiềm năng hợp tác về an ninh, an toàn hàng hải giữa Việt Nam và Philippines là rất lớn. VOA đánh giá, cả Việt Nam và Philippines đều có tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc, nhưng Việt Nam luôn phải cân bằng giữa việc phản đối các yêu sách của Bắc Kinh với việc duy trì mối quan hệ với nước láng giềng khổng lồ này. Trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng cũng như thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung Quốc liên tiếp ra dấu hiệu nhắc nhở Việt Nam trong quan hệ với Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.